Xin chào các bạn. Tiếp tục với nội dung về các biến thể cờ vua. Hôm nay mời các bạn đến với một loại biến thể có tên là Gothic Chess. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ bạn Phan Quân và bạn Nguyễn Tuấn Bách. Thì qua đây cũng xin nhắc chung các bạn có yêu cầu làm video với mình là cứ từ từ. Mình mà đã nốt rồi thì sớm muộn gì cũng đến lượt. Chứ đừng có mà nhắn tin hết năn nỉ xong rồi dọa dẫm mình. Thì những cái trường hợp như vậy không bao giờ mình trả lời cũng như làm theo yêu cầu hết. Rồi, trở lại nội dung về biến thể Gothic Chess. Trên màn hình các bạn có thể thấy Gothic Chess là biến thể với bàn cờ 8x10 ô vuông khắc màu xen kẽ. Có hai quân mới được thêm vào. Một quân thì giống như quân mã diều hâu trong biến thể XXL Chess. Nó có cách di chuyển và ăn quân cũng tương tự, là sự kết hợp của mã và tượng. Nhưng ở biến thể này thì nó được gọi với cái tên là Archbishop. Arch thì có nghĩa là cung tên rồi. Trên tạm gọi Archbishop là tượng cung tên vậy. Quân thứ hai thì giống như quân Elephant trong biến thể XXL Chess. Nó cũng là cách di chuyển và ăn quân, mà có cách di chuyển và ăn quân là sự kết hợp của mã và xe. Nhưng ở biến thể này thì nó được gọi với cái tên là Chancellor. Dịch ra thì có nghĩa là quan thượng thư, quan tể tướng. Cái từ Gothic nghe rất là quen. Và khi mình search trên Internet thì nó ra kết quả. Đó là tên gọi một phong cách nghệ thuật từ kiến trúc, điêu khắc đến hội họa phổ biến tại châu Âu, đặc biệt là Pháp và Ý vào khoảng thế kỷ thứ 12. Còn Gothic Chess thì nó chả liên quan cái gì cả. Trên chess.com thì nói là được phát minh bởi một ông tên là Ed Childs vào năm 2000. Nhưng mà thực ra nói là phát minh thì thấy hơi quá. Mà chính xác là nó được modify lại từ biến thể Capablanca Chess thôi. Chẳng qua trật tự các quân thì có sự thay đổi. Mà thực ra thì Capablanca cũng không phải là người đầu tiên đưa ra cái loại biến thể này. Vào năm 1617 thì một kỳ thủ người Ý, cũng là một nhà sử học, một thầy tu tên là Pietro Carrera, là người đầu tiên đưa ra khái niệm một biến thể với bàn cờ 8x10 ô và thêm hai quân vào bàn cờ. Nhưng mà ông gọi quân tượng cung tên là Centaur, có nghĩa là nhân mã. Còn gọi quân Chancellor là Champion. Nếu ai mà đã từng chơi Hero 3 thì sẽ biết Champion là quân cấp 6 rất mạnh ở thành Thiên Thần. Nó chỉ đứng sau Thiên Thần ở thành Thiên Thần. Còn nếu xét về các quân bậc 6 thì có lẽ nó mạnh thứ hai, chỉ kém mỗi quân Dark Knight, tức là kỵ sĩ bóng đêm ở thành Xương mà thôi. Từ khi biến thể được ông Pietro đưa ra thì đến nay xuất hiện rất nhiều các dị bản của cái loại biến thể này. Như là biến thể Bird Chess này, Universal Chess này, Grand Chess này, Embassy Chess này, Capablanca Chess này, Gothic Chess này, vân vân và mây mây nữa. Bàn cờ thì kích thước cũng thể là 10x10 hoặc là 8x10. Ở trên hình này thì các bạn có thể thấy cách xếp hơi quân của các loại biến thể dị bản. Ở hàng thứ 8 là Bird Chess. Hàng thứ 6 là Universal Chess. Hàng thứ 3 là Gothic Chess. Chính là biến thể mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Ok, sau khi đã tìm hiểu sơ qua như vậy thì chúng ta cùng chơi một ván của biến thể này xem nó hay ho như thế nào nhá. Rồi, ở ván này mình cầm quân trắng đi trước. Tẩy tốt ở ấy đây, tốt ở phía trước vua đây. Đội bạn cũng đẩy lên đây. Mình sẽ đi tiếp tốt lên đây đi. Rồi, bạn cũng đi thế. Bạn này thì có chỉ số 1753, trong khi của mình là 1500. Chỉ số khá là cao đúng không các bạn? Đẩy con mã diều hâu này lên đây. À, con này giờ không gọi là mã diều hâu nữa. Phải gọi là Archbishop. Rồi, con mã này lên đây. Thế mình phát triển mã lên đây đi. Lên đây à. Hai mã hai bên. Đẩy con này lên đi. À đâu, thôi tìm thôi, cứ đẩy con này lên đi. Chả có gì phải ngại. Rồi, ăn con này, ăn.
Không ăn à? Thử đi lên đây ghi mã nó đi. Đợi mà. Thế mình lùi về đây. À, lên tưởng đấy á. À, lùi tiếp về đây. Ăn đấy à. Ăn mã này lên. Ui, thôi chết rồi. Mất ngay con mã diều hầu. Cày không? Thôi được. Mất ngay con mã diều hầu nhỉ. Rồi. Đẩy lên đây tiếp vào. Lên đây đi. Bị nhập thành cho nó an toàn. Ăn mã này lên. Mất ngay con tượng ấy nhỉ. Mẹ, mất ngay con Art Bishop. Lên đây à? À, chuẩn bị nhập thành. Mình cũng lên tượng đây để chuẩn bị nhập thành đi. Rồi, nhập thành. Khó đánh phết đấy nhỉ. Là xe đấy à. Lên con này đi. Phong tỏa cái con mã của nó không cho phát triển lên. Đang bị thiệt mất một quân cho nên là thôi. Đánh kiểu rình dập thôi. Đẩy lên đấy. Mình lại phải lùi về thôi. Lùi về. Lại đổi mất con này. Rồi, ăn luôn cũng được. Thích thì nhích. Ăn xe sang đi. Hơn chất cái là bắt đầu mẹ cậu chơi bài đổi quân cũng được. Lên đấy à. Đẩy con này lên. Mở đường cho ấy, mở đường cho tượng này phát triển. À, lại định đổi quân tiếp à? Cũng là một chiến thuật. Ăn con này được không nhỉ? Ăn tốt này. Thôi cứ ăn con này của nó trước đi. Thích thì đổi. Vấn đề gì đâu. Ăn con này này. Nó có dám ăn lại mình không? Ăn đi. Ăn đi. Rồi. Lên đây.
xe bảo vệ tốt. Đẩy tôi lên đây, mở đường thoát cho vua, phòng khi có biến. Ra đây à? Ra mã đây. Làm gì? Vậy thôi lên thôi. Ra đây. Ra đây đi. Theo sang đây. Đe dọa con tốt này. Nào, đánh đi. À, vào đây à? Vào đây thì mình ra đây là nó đổi ngay đấy mà. Thằng này là thằng mẹ. Thằng ấy là thằng máu đổi. Nên nó đổi quân ngay mình đấy. Lên đây đi. Giờ không đổi quân được nữa. Giờ đổi quân thiệt lắm. Xe nó phi xuống đây, ăn vào đây cũng được này. Rồi, đúng ý mình luôn. Xe phi xuống để định ăn vào. Xe ra đây giữ đi. Tí lên hậu ở đây. Tấn công vào chỗ này. Xe mình giữ ở đây thì nó chưa làm gì được mình hết. Một ngày còn Archbishop lúc đầu. Hơi phí, hơi tiếc. À, lại gạ đổi tiếp mẹ. Thanh niên gạ đổi. Thanh niên chơi bài gạ đổi suốt thế này. Ăn con ấy này đi vậy. Ăn con tốt này đi vậy. Thôi bây giờ cứ đánh ấy thôi. Đánh tận dụng lợi thế từng chút một thôi. Ăn dần vặt dần từng tốt của nó đi. Phong cấp vậy. Rồi, thanh niên này nghĩ lâu thì mình lại cũng có thêm một chút lợi thế nữa. Vì thời gian thì cũng không thể chờ đợi ai được. Vào đấy à, vào đấy thì cũng chẳng làm gì nhỉ. Xuống đây chiếu được không nhỉ? Định làm gì mình nhỉ? Thôi, xuống đây chiếu cái đi. Rồi, lên đấy. Mình có nên ăn con tốt này không nhỉ? Ăn con tốt này cũng được nhỉ. Ăn đi. Xem bạn ấy định giở trò gì nào. Lên mã đây, tấn công đôi của hậu và xe của nó. Rồi, buộc nó phải ăn tượng về, mình ăn tượng về. Lại tiếp tục tấn công con này.
Rồi, ăn tượng về. Nó ăn mã vào đây. Được. Không vấn đề gì. Mình ăn hậu sang đây. Nào. Nào. Giờ mất mã chưa? Ái giả. Ái giả. Chết rồi. Ôi, hết cờ rồi. Đúng rồi. Cày. Rồi, ok, ván này mình đã thua đối thủ rồi. Thì các bạn xem qua ván cờ có thể thấy được về cách thức đi của cái loại biến thể này. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, rõ hơn thì tự mình chơi sẽ hiểu được rõ hơn nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.